Ngày dân số thế giới 11 tháng 7 năm nay có chủ đề đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững. Hưởng ứng ngày này, ngành y tế tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, đặc biệt là đẩy mạnh chương trình sàng lọc trước sinh, sau sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Sau tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 3.500 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, trên 2.800 trẻ được sàng lọc sơ sinh, qua đó phát hiện 65 thai nhi có dị tật bất thường. 296 trẻ sơ sinh phát hiện có nguy cơ cao bị bệnh được quản lý theo dõi tư vấn điều trị. Cùng với đó, công tác tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn cho thanh niên, vị thành niên cũng được quan tâm. Các hoạt động truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cần huyết thống tại 29 xã của 9 huyện, thị xã, thành phố được duy trì, thu hút sự quan tâm tham gia của hơn 3.000 người.